Đấy, xin chào anh em nhé, chào mừng các bạn quay trở lại kênh YouTube của mình, Didi Anh. Đấy. Ngày hôm nay thì mình đang được một anh trai ở gần nhà anh Tiệp, anh ấy đang dẫn mình đi thả diều các bạn ạ. Đấy. Người ta đi câu cá, người ta mới đi kiểu thanh cảnh như này, đi thả diều ra cũng nhàn như này đấy các bạn ạ. Nhìn người ta đi thả diều mà mình phát tèm, mình đi thả diều đây, trông nhìn có khác gì cần đi tàu đâu. Đấy. Vợ túi. Anh em ạ, mình đi thả diều đây, anh em đi thả diều như cày ấy. Đây anh đi thả diều này, nhìn như đi picnic, đi du lịch, đi gọi là đi chơi. Đấy. Anh ấy đang dẫn mình đi thả diều, đi trải nghiệm thả diều công nghệ cao các bạn ạ. Đi đây là lần đầu tiên mình được trải nghiệm kiểu đi thả diều sáo công nghệ cao. Đấy. Anh ấy đang dẫn mình đi ra một con đường. Trên đường đi lễ xuân đầu năm cực căng cực căng cực. Đường này bà nhà ở đây. Thì ngô cả nhà ông Kỳ hôm giờ cũng gặp lại nhà ông Kỳ những thắng gì mới chơi. Thắng gì mới chơi. Đây. Thì là em gái ruột của thắng gì mới chơi. Đây rồi, anh ấy đang dẫn mình. À đây, chắc ra đường mới kia thì ngoài rồi, đường này gần đây. Đường này thì không có bẩn một tí nào, đúng. Đúng gọi là thả diều sáo công nghệ cao có khác anh em ạ. Lắp cũng phải sạch mà thả cũng phải sạch. Lên xuống cũng phải sạch các bạn ạ. Ôi giời ơi. Đường bay 1000m chứ không phải là đường bay 100m đâu các bạn ạ. Đây, một cây số còn không hết nếu mà cái đường kia. Chuẩn. Gió thì có thể gọi là siêu nét luôn. Đấy, giờ mình ở chỗ nào cũng nhìn thấy mà. Bây giờ ok anh em, tí lắp diều lắp sáo xong thì mình sẽ quay cho các bạn từ cái cách đâm và cách ra dây của anh Tiệp cho các bạn nhá. Anh Tiệp thì là một dân chơi thứ thiệt. Đấy. Đấy, một dân chơi thuốc không hút, rượu không uống, chè thì mình không biết. Đấy. Một mẫu người lý tưởng của bao nhiêu chị em kèm khác. Nếu mà để mà nói thì nó hơi quá một tí, anh Tiệp đi qua chị em nào trứng nó dùng lạt lạt đấy. Nó rơi ra lấy rổ mà hứng anh em ạ. Thôi. Thuốc không hút không hiểu sao răng vẫn đen. Bỏ thuốc không hút nhưng không hiểu sao răng vẫn đen. Không biết được. Đây các bạn là diều sáo công nghệ cao như này, không phải công nghệ nó cao mà là cái công nghệ thả diều nó cao đấy. Không phải là con diều này nó gọi là công nghệ cao. Mà thực tế ra nó so với tre nó là công nghệ cao rồi. Tre nó vẫn là công nghệ ngày xưa. Với bộ vai Shimano đời ngày xưa thì phải, đúng không anh? Shimano à, con diều này của Đoàn Trung anh. Shimano si xám xoắn trơn luôn. Đấy, bóng nét. Quả bát này ưng ý với mình này các bạn này. Mình thích độc cái quả bát này ở chỗ nó có hai con ốc này, nó chốt để nèo đâm lên nó không bị chạy, nó không bị lệch. Nan để sử dụng hết tất cả nan vàng như thế này. Đấy, không cần độ luôn. Tem bảo hành Đoàn Trung nhá, tem bảo hành shop diều sáo Đoàn Trung. Đấy. Nói chung mà nhắc đến Đoàn Trung thì anh em cũng hiểu rồi là chất lượng nó như thế nào đúng không? Để anh lắm. Đây, anh ấy đầu tư một cái túi. Anh có đi câu cá không? Không câu cá nhưng mà đầu tư một quả túi như là túi câu cá luôn các bạn ạ. Nói rất là xịn. Cho các bạn xem quả này nhé. Cái này nó gọi là 3K hả anh? 3K. Cái 3K anh em ạ. Khung cái này cái 3K. Nó nhìn trông. Nếu mà nhìn kỹ anh em nhìn trông nó như là da rắn đấy. Các bạn ạ, nó vân vân ô này. Cái 3K toàn bộ là đời đầu hết các bạn ạ. Đấy, thấy chưa? Đấy, những cái ô này. Khả năng anh em không nhìn thấy đâu. Kệ đi. Kệ không có đây, cái này. Toàn bộ là một cái cây giữa này là 3K hết. Đây hình như là, đây là đuôi cá. Áo này là áo gì nhỉ? Spiderman à? Phải nhỉ? Mình ít xem. Chẳng biết cái áo này là áo gì. Ít xem. Cái này là cái khiêng của ấy. Con Cầm ba. Khiên của cái con gì ấy. Khiêng của không nhớ tên. Là siêu nhân gì ấy? Đấy không phải siêu nhân, nói để trong bộ siêu anh hùng thôi. Nó không phải siêu nhân. Đây là cái này phải. Con này nó không phải là cò gì đâu. Cái này nó kiểu như cái khiên ấy. Chống đồng. Rất là đẹp anh em à. Đâu ra chống đồng. Chống đồng nó nhiều họa tiết hơn tí.
Ok em, tí lắp xong mà mình không, từ từ đã. Các bạn cứ ấy ra đây, mình sẽ review luôn cho các bạn xem một dàn chuông. Chuông chỉ mây. Dàn này của nghệ nhân nào đây anh? Dàn chuông này là của nghệ nhân Nguyễn Tiến Dũng mà được khắc tên này, được khắc cái tên NTD này. Đấy, thương hiệu ấy, Nguyễn Tiến Dũng. Anh Tiệp anh ấy gọi là Dũng Lùn các bạn ạ. Mình không biết là như thế nào. Đấy là anh Tiệp gọi, mình không gọi nhé. Đây là một dàn chuông chỉ mây 2, 4, 6, 8, 9 quả. Mu lồi. Mạnh Thủy Nguyên mu lồi. Đây các bạn có thể thấy cái độ lồi rất là cao. Dạ này sư huynh mình dành thời gian hơi bị nhiều ở bên cạnh mình các bạn ạ. Thế cho nên là có những cái ngôn từ mà mình nói ra sư huynh thích lắm. Thật sáo này nó gọi là mu lồi. Thế huynh nghĩ nó là cái gì? Đừng có nghĩ nó sang cái mu khác. Mu lồi hay còn gọi là mu cao các bạn ạ. Mu cao bởi vì nó không tẹt. Những cái dòng sáo mu lồi như này thường thường thì mình thổi nó sẽ không kêu. Nó vẫn kêu các bạn ạ. Thông thường là cái miệng này nó lồi quá thì thổi nó không kêu. Cái này nó lồi vừa các bạn ạ, lồi này là lồi đẹp. Đấy, lồi này là cái lồi đẹp. Chuông này thì là chuông nhà thờ nhé các bạn nhé. À thôi, không quay nhỡ nó tuột ra nó bay đi thì mệt lắm. Phải từ bên này rồi sáng hơn, tại nghĩ như thế. Mình để ý vào cái phần đấy một chút lúc đấy. Nguyễn Tiến Dũng, người làm sáo ở đâu anh? Chuông chỉ mây Thái Bình các bạn ạ, chuông Thái Bình thì là chuẩn rồi. Chuông hình như là xuất xứ là được từ Thái Bình mà ra. Nói chung là cứ mỗi một lần đến với anh Tiệp thì là mình toàn được quay những cái con hàng nó gọi là VIP đấy các bạn ạ. Nèo thì có thể là nó ăn lệch hẳn sang một bên nhưng mà diều lên vẫn đứng không nánh bên nào cả. Tất cả những cái món hàng mà anh Tiệp anh ấy chơi thì không có cái gì để chê hết. Đấy, gần như là anh đi làm được bao nhiêu tiền là anh đập hết vào diều mới sáo ra thôi. Nhớ anh không? Có anh, em nhớ để tí em nha, em nghĩ lại một tí nữa. Em vẫn nhớ anh mà. Nhớ chứ. Nhớ, anh em mình gặp nhau suốt. Chứ anh làm sơn đúng không? Đúng rồi. Anh làm cho anh Vượng đúng không? Đúng rồi, anh làm nhà chú đến ạ. Đúng rồi. Đợt đấy anh còn quảng cáo có cái anh nào có võ mà nhảy từ tầng 3 xuống vẫn sống đúng không? Và đợt đấy mình vẫn tin cơ các bạn. À đi tù hả? Mày nó nhảy từ tầng 3 hả? Nèo. Quá nhảy từ tầng 7 là mà. Đây là dây Amiang anh em ạ. Xịn luôn. Đấy. Đi thả, cái combo đi thả diều của anh Tiệp là một con SH. Muốn kéo rồi. Một con SH 150i, một quần dây Amiang, một bộ chuông của nghệ nhân, một con diều cũng là hàng nghệ nhân. Không có gì để chê cả. Nhưng mà không thấy đi giao lưu bao giờ. Anh có đi giao lưu bao giờ? Anh đi suốt. Sao em không gặp nhỉ? Đấy là chẳng có anh đi. Giao lưu không đúng chỗ. Anh em đợi mình một tí nhé, lắp xong hết thì mình sẽ quay test âm cho các bạn xem. Anh đi từ từ cho em theo bắt. Mình đang chơi chân anh đi dâm con này. Hơi bẩn một tí. Đường bê tông nhưng mà người ta đi nhiều thế nên nó bẩn. Vâng. Đường bê tông nhưng mà đâu, ở đây à. Bác ạ. Bác đi xem thả diều. Chuông. Đúng rồi. Đi xe máy xuống đây trong trầm mấy em vậy? Quả này lên cho khét lắm rồi. Anh Tiệp trước đây mình đã quay cho các bạn xem một cái dàn hòa âm ấy. Mà nó khét như thế nào thì các bạn biết rồi đúng không? Nhưng năm nay hình như là gần như là mình có duyên với lại chuông và hòa âm. Đầu năm đến giờ quay rất nhiều chuông và hòa âm. Đấy. Nhưng năm nay kiểu như là phong trào chơi chuông với hòa âm các bạn ạ. Nhiều anh em bảo là sao cái dàn sáo nó bé mà nó đắt vậy, nó ít quả mà nó đắt vậy. Không phải là nó cứ bé là nó rẻ đâu, nó ít quả là nó rẻ đâu anh em ạ. Thế thì anh em phải va vào những cái dàn xương cá hoặc là chỉ năm. Đấy, xương cá chỉ năm như trước đây mình cũng đã nói với các bạn rồi, đắt lắm. Hàng của nghệ nhân mà, toàn mấy ông đại gia chơi thôi. Mấy ông đại gia ông toàn chơi chuông với lại hòa âm, đa số chơi hòa âm. Hòa âm treo nhà vừa đẹp mà lên âm nó lại còn vừa dư dương nữa. Nếu mà diều của em thì vẫn có cái treo. Vâng đúng rồi. Như cái loại hòa âm mới treo trong nhà đẹp, hòa âm tầm đánh quả tầm 90 là đẹp. 100 là hơi căng, khả năng là chơi cái này. Đây mình sẽ ra được sau mình quay cho các bạn nghe nhé. Anh em bật mắc loa đeo tai nghe lại để nghe rõ cái dàn
chuông này nhá. Này chắc tầm D65. Chưa đủ tầm cho sáo nó kêu hết lực. Chưa đủ tầm. Anh lên đây, em to em ngồi ngoài. Chưa đủ tầm cho sáo nó kêu hết lực. Bây giờ mình sẽ đưa các bạn vào chỗ góc anh Tiệp cầm dây để trải nghiệm của anh Tiệp nhé. Cầm cái loại Amiang này là nó bé anh em ạ. Dây bé mà thả diều to là cầm nó hơi khoai. Nếu mà không có găng tay thì gì được. Bây giờ đi từ từ thôi. Đi từ từ đoạn này nhá. Để một vợ hai con rồi. Làm đấy, đoạn này là làm luôn đấy. Phải trơn lắm. Gần như là không phải chạy. Đang trà sang yếu. Đẹp này nghiện lắm. Nó đêm vẫn xuống thì là sao tập điểm. Giờ mình sẽ lên trên này mình cho các bạn nghe âm. Mình không biết là nghe có rõ hay không. Anh em thấy bảo là cái Amiang này đốt nó không cháy. Anh thử dí điếu thuốc vào đấy mà. Dí đúng ra này. Cháy không sao rồi. Cháy nó vẫn chạy, đốt lâu vẫn chạy, ui căng ấy. Biếng à? Căng mãi anh ạ. Biếng à? Không phải gió đâu, kiểu đấy. Cứ bảo là, mình bảo rồi, cứ bảo chuông này nghe nó bé, nó không gắt. Nhưng mà anh em cứ chơi cái loại này ấy. Nhưng anh em mà cứ chơi cái loại này mà về đêm thì biết tay nhau luôn. Ôi, quá dã man luôn anh em ạ. Cái, cái dây này nó là dây này dây ly mấy anh? Dây này nó 2.5 ly nào? 2.5 ly cơ á? 2.5 ly à? 2 ly. 2 ly sao cho một bé nhỉ? 2 ly của thằng bạn mặt lồn hạnh phúc. À đúng rồi. À dây của anh Hạnh ạ. À đây các bạn ạ. À, đây vẫn sản phẩm của anh Hạnh đây. Nó có bị ngót vào hay là mua về nó đã thế này rồi? Mua về 2 ly. Như con này chơi hết cỡ là được diều mấy mét anh? Chơi diều 4 mét cơ á? 4 mét vẫn chơi cái dây bé như thế này các bạn. Cái dây này nó chỉ to bằng cái kiểu cái kim khâu bao thôi. 3m7 thả cũng có một vòng. Quá ra màn này nhỉ. Hơi nó hơi biêng biêng nhỉ. Hay gió nó thế? Gió nó thế đấy. Con này lên nhìn trông nổi nhỉ. Ở kia có một con nó mập mờ trong mây. Con kia chắc phải thả cao, chắc phải nghìn mét mất. Con kia của anh hôm đất kia có một con máy bay đang hạ ở bờ sông hôm 4 ngày 3 đêm đấy. Anh đang định đăng bài tìm con kia nhìn quá đẹp luôn, quá dã man anh em ạ. Chủ yếu trong video này mình muốn cho các bạn xem quả chuông thôi, nghe quả chuông thôi, mới lại cách thả diều mà nó sạch sẽ thôi. Các bạn muốn thả diều sạch sẽ thì phải có một cái đoạn đường như thế này. Nhưng mà thực ra là anh thả diều ở cửa phải không? Không, giờ anh toàn sang đây thôi. Sang đây thả chán xong lại mang về á? Vì đây có chỗ đây có đồng đội với cả nó đang đồng nó rộng. À vâng. Thoải mái. Ở kia nó đổ cái là sang sông là mất hút. Đúng rồi. Như cái chỗ của mình mà thả diều mà không trông các bạn sau cái guồng còn không còn, các cái hôm mà ví dụ mà thả diều to quá là nó không kéo được diều, nó lấy cái guồng. Đấy mà hôm mà diều bé bé là lấy cả guồng cả dây cả diều. Ui. Như tâm lý anh em thả diều là ai cũng muốn là rong về tận nhà hoặc là được thả gần nhà thôi. Nhưng đây thả tập trung ở đây nó đông người thả nó cũng vui. Đấy. Anh trai hình như đi giao lưu với em hay sao ấy. Ừ. Thì quen lắm. Quá dã man luôn anh em. Tổng trị giá con diều này, cả diều cả sáo của anh là vào bao tiền? Đến bây giờ phút này. Cuộn dây 1 triệu 7. Cuộn dây 1 triệu 7. Dây này. Bộ sáo 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi. Diều anh lấy lại 2 triệu 2. Ồ. Dạ. Diều lấy lại 2 triệu 2. Diều 2 triệu 2. Huynh cộng với lại 2 triệu 2 mới lại 1 triệu 7. 2 triệu 2, 1 triệu 7. Là 3 triệu 9 cộng với lại 3 triệu rưỡi. Về phép còn à? Cộng với lại 3 triệu rưỡi 6. 3 triệu rưỡi 6 nữa. 3 triệu 9 với 3 triệu rưỡi là vào mà vào 7 triệu 4. Ờ 7 triệu 4. Độc một cái diều để chơi các bạn ạ, một combo diều để chơi 7 triệu 4. 7 triệu 4 để quy ra nó bằng bao nhiêu cân thịt nhỉ?
Tính nhà quê tấn thóc bao nhiêu tấn đấy. Còn chưa tính cái túi đường dèo gì cả. Với cả giờ SH để đi thì thả dèo rồi. Đấy, thế thì nhiều lắm. Thế thì nó vô giá luôn các bạn ạ. À, nó vẫn quy được ra giá nhưng mà nhiều lắm, tính thế là nhiều. Con này chỉ là để phục vụ cho anh ấy đi thả diều thôi chứ còn chả để làm gì cả. Thả diều mới đuổi diều. Nếu mà bằng lấy tiền tính ra để mình ăn là chắc nó phải được 5 5 7 bữa. 5. Nếu mà 5. Tính cả con SH này. À ừ, thì nhiều lắm. Thế thì quan trọng là mình có ăn chơi hay không. Đúng ăn rồi. Chơi thì chỉ vui. Quá dã man nhỉ anh em nhỉ. Công việc quá dã man. Như thường thường anh em chơi thì chỉ chơi con tầm khoảng 2-3 triệu là cả combo thôi đây. Hơn 7 triệu, gần 8 triệu anh em. Cho là như vậy đi. Nói bé thì bố anh nghe tiếng. Thôi tạm ơn. Nói bé là bố anh nghe tiếng. Ba không nghe tiếng ấy. Ôi như hôm vừa rồi anh em lên nhà Tuấn, đại ca Tuấn trên em làm diều ấy. Bị mất con diều 4 mét đấy. Bà không biết bao nhiêu, bà vẫn cứ nghĩ là nó là kiểu như cái con diều tre ấy. Vào cái bảo quê mất con đấy mất nhiều tiền lắm. Thế bà hỏi bao nhiêu con diều đấy, bảo 1 triệu một mét thì 4m2 là 4,2 triệu. Bà bảo ui thế á, thế sao lúc sau Tuấn mới bảo nói thế, bà sao tuyệt, vợ cũng không biết. Toàn mấy ông chơi diều thì toàn mấy ông trốn vợ sợ vợ rồi, còn là tâm lý ai cũng thế. Đẹp nhỉ, anh chỉ thả bằng này thôi hay là đâu có thả nó đi, thả bầm thả đi, thả đến tối không, thả đến tối được, đến tối luôn này. Mình... anh tiệp này máu lắm, mình nghe anh em ở dưới này đồn, chỗ anh Phong Bụi đồn mà anh tiệp này máu lắm. Có bao giờ là, à không, nhưng chắc anh không máu đến mức như em được 12 giờ đêm đi thả được. Bây giờ có 1:30 anh còn đi thả. Tức là giống mình đấy. Kìa kìa, ông 12 giờ đêm em lắp xong 1 giờ là em đâm ở kia kìa, góc đồng chiêm kìa. Đấy. Có 1:30 anh bọn nó cầm diều hết vào trong cái làng kia đâm. 1:30 cũng thả diều. Wow. Dạ, có hôm đất 2 giờ xong sang bên cồn nhặt, bên bố hạ nhặt xong lại về lại đâm tiếp. À cái lúc đấy đi nhặt thì còn. Không, lúc đấy cũng đâm. Ờ, lúc đấy đi nhặt thì còn. Lúc đấy đi nhặt thì còn, có sáng sớm rồi không còn. Vâng. Để mình sẽ trải nghiệm, mình cầm cái dây con này tiếp nhé các bạn. Cái tầm này nó vươn đến căng. Yeah. Tầm này nó như dây thép ấy. Yeah, cứng đanh. Ui, nó vươn căng lắm. Anh cầm đi, anh cầm. Cái loại dây cước đúc thì mình cầm nó tuốt phát tay ấy thì là nó chỉ trăng héo thôi, còn cái loại này á nó có đến xương. Ok nha mày, thì từ nãy đến giờ mình cũng đã trải nghiệm xong hết cái con diều này rồi các bạn ạ. Đấy, diều thì lên rồi, dây thì vẫn đang thả rồi, anh em mình bây giờ là đi về đó các bạn ạ. Thì là chủ yếu trong cái video này là mình muốn cho các bạn xem cái gọi là cái thần thái thả diều của anh Tiệp các bạn ạ, và nghe cái dàn chuông này, phải nói chuông nghe dã man rồi, một dàn chuông để DD65 các bạn, chuông D65 9 quả hàng của NTD, Nguyễn Tiến Dũng thì phải, đấy. Nguyễn Tiến Dũng, Tiến Dũng là thủ tướng phải không? Ừ. Đấy, thủ tướng đi làm sao? Bán. Tiến Dũng là cầu thủ. Tiến Dũng nào cầu thủ? Phải Tiến Dũng. Chẳng có cầu thủ. Nha, nó là Bùi Tiến Dũng. Nguyễn Tiến Dũng. Đúng rồi. Ở đây có một cậu đang mua bán không? Ok anh em, nếu các bạn cảm thấy video này của mình hay thì nhớ cho mình xin một like, một đăng ký kênh và một chia sẻ cho kênh nhá. Thì mình đã bảo rồi, trong cái video này thì mình chỉ muốn cho các bạn xem như vậy thôi. Xem diều, xem sáo, đấy. Sáo nghệ nhân, diều nghệ nhân. Dây cũng là hàng có tên, có tuổi các bạn ạ. Phải nói là một người quán chơi luôn. Bye bye anh em. Bye bye. Bye anh em.